chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục học thêm hai từ mới, đó chính là cụm từ công chúa và hoàng tử. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đến với cụm từ công chúa. Và cụm từ công chúa được tạo bởi hai từ ghép với nhau, đó chính là từ công và từ chúa. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết. Trước tiên chúng ta sẽ viết từ công, sau đó cách khoảng một ô ly sẽ viết sang từ chúa, và chúng ta sang cụm từ công chúa. Giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập. Mình đã viết xong ba dòng cụm từ công chúa, và chúng ta sẽ chuyển sang cụm từ hoàng tử. Cụm từ này được tạo bởi hai từ ghép với nhau, đó chính là từ hoàng và từ tử. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu viết. Trước tiên chúng ta sẽ viết từ hoàng, sau đó cách khoảng tầm một ô ly sẽ viết từ tử. Và chúng ta đã xong cụm từ hoàng tử. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Ok, mình đã vừa hướng dẫn các bạn biết hai cụm từ, đó chính là công chúa và hoàng tử. Video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.